chào mừng các bạn học sinh đến với âm nhạc 9, tiết 11, ôn tập bài hát Nối vòng tay lớn, đọc nhạc Lá xanh, giọng pha trưởng, giáo viên trình bày Nguyễn Thị Ngọc Trang, năm học 2021-2022. Hoạt động 1. Ôn tập bài hát Nối vòng tay lớn, nhạc và lời Trịnh Công Sơn. Hoạt động 2, đọc nhạc, bài Lá xanh, đoạn trích, giọng pha trưởng. Thank you.
Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về giọng pha trưởng nha các bạn. Giọng pha trưởng có âm chủ là nốt pha, hóa biểu, si, dáng. Sau đây chúng ta cùng theo dõi gam pha trưởng trên màn hình. Nhận xét bài đọc nhạc Lá Xanh, hóa biểu, một dáng, si dáng, giọng song song, pha trưởng, rê thứ. Nốt kết thúc bài là nốt pha, nên chúng ta suy ra giọng pha trưởng là giọng của bài. Nhịp 2-4, âm hình đen chấm vôi đi liền móc đơn, nốt đen, nốt trắng, các ký hiệu, dấu luyến. Chia câu nhạc cho bài đọc nhạc Lá Xanh. Bài đọc nhạc được chia làm 4 câu theo lời ca. Câu 1, từ lá còn xanh đến còn trẻ. Câu 2, từ lá trên cành đến toàn dân. Câu 3, từ gió rung cây đến đùa vui. Câu 4, từ anh trai làng đến mùa xuân. Sau đây, cô mời chúng ta cùng nghe qua bài đọc nhạc Lá Xanh đoạn trích để làm quen với giai điệu của bài. Củng cố, dặn dò, học sinh ôn tập và học thuộc lời ca của bài hát Nối vòng tay lớn, kết hợp tập vận động body percussion nhẹ nhàng theo nội dung bài hát cho thuần thục. Học sinh tập đọc lại bài đọc nhạc Lá Xanh, kết hợp vỗ phách khi đọc nhạc và đánh nhịp 2-4 khi ráp lời ca. Học sinh chép nội dung bài tiết 11 vào vở. Và cuối cùng, cô chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại các bạn ở tiết sau. Thân mến, chào tạm biệt các bạn lớp 9. Tạm biệt!